Phật thuyết Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh Tập 78. Chủ giảng lão pháp sư Tịnh Không. Thời gian ngày 28 tháng 9 năm 2000. Giảng tại Tịnh Tông Học Hội Singapore. Chư vị đồng học, chào mọi người. Mời mở kinh thập thiện nghiệp đạo Trang thứ 12, hàng thứ nhất Trang thứ 12, hàng thứ nhất Bây giờ, Thế Tôn lại bảo Long Dương rằng Nếu Bồ Tát nào nương vào thiện nghiệp này mà tu đạo Có thể lìa giết hại mà thực hành bố thí thì thường được nhiều tiền của không ai có thể xâm đoạt lại sống lâu không chết yểu không bị tất cả oán tặc làm tổn hại lời phật chân thành vui vẻ tin nhận người hiện nay đối với lời phật nói phần lớn là bán tính bán nghi đây là người học phật còn người không học phật thì luôn cho rằng đó là lời khuyến thiện của nhà phật nhất định không phải là lời chân thật nên họ rất khó tiếp nhận dẫn đến nguyên nhân này thật ra mà nói người xuất gia có trách nhiệm rất lớn người thế gian vì sao không thể tiếp nhận lời của phật vì hình tượng của người xuất gia khiến họ coi thường lời của phật hay như vậy các bạn đều là người xuất gia tuyên dương phật giáo nhưng những suy nghĩ và hành vi của bản thân bạn thì hoàn toàn không tương ưng với lời phật dạy có thể thấy bản thân các bạn đều không tin phật các bạn không tin mà khuyên chúng tôi tin thì sao có thể được chúng ta hãy suy nghĩ thật kỹ đạo lý này vì sao chúng ta tin lời của phật chúng ta biết thông qua tu học giới định tuệ thật sự khai trí tuệ sau khi khai trí tuệ rồi thì đối với tất cả hiện tượng thế xuất thế gian đều thông đạt sáng tỏ đây là điều mà chúng ta không thể sánh với phật bồ tát các ngài thấy rất rõ ràng còn chúng ta mê hoặc điên đảo người thế gian đang mê nhưng hoàn toàn không thừa nhận mình mê mà họ thừa nhận mình có trí tuệ cao độ họ cho cổ thánh tiên hiền là mê tín quan niệm sai lầm này phải làm thế nào để chỉnh sửa nó lại đây không phải là việc dễ dàng trước tiên bản thân chúng ta phải thông qua tu học để chứng thực lời của phật là chân thật nếu không thông qua tu học nghiêm túc thì không đạt được cảnh giới này mà vĩnh viễn tùy thuận tập khí phiền não của chính mình thuận theo tri kiến của mình nhất định không chịu tin tưởng lời của phật trong kinh phật nói với chúng ta đây là nói với phàm phu lục đạo khi bạn chưa chứng được a la hán thì nhất định không được tin vào suy nghĩ của mình vì sao vậy vì sao sau khi chứng được a la hán thì mới có thể tin vào suy nghĩ của mình đạo lý ở chỗ nào a la hán đã đoạn kiến tư phiền não rồi tám mươi tám phẩm kiến hoặc tám mươi mốt phẩm tư hoặc của tam giới đã đoạn hết rồi phật nói người ở trình độ này được gọi là chánh giác sự giác ngộ của họ không có sai lầm. Cũng chính là nói cách nghĩ, cách nhìn của họ là chính xác, không phải sai lầm. Nếu bạn chưa đoạn kiến tư phiền não, kiến tư phiền não không dễ hiểu đây là danh từ Phật học hay nói cách khác. Tự tư tự lợi, danh danh lợi dưỡng, tham sân si mạng chưa đoạn những thứ này thì tri kiến của bạn là bất chánh cho dù bạn học nhiều đến đâu chăng nữa thậm chí là bạn có thể đọc thuộc đại tạng kinh từ đầu đến cuối giảng đến mức qua trời rơi rụng thì bạn vẫn không phải là chánh kiến chỉ có người đầy đủ chánh kiến mới biết tâm từ bi của phật bồ tát là đại từ đại bi người thế gian chưa đạt đến cảnh giới này nếu họ có thể tôn sư trọng đạo có thể thuận theo giáo huấn của thánh hiền y giáo phụng hành thì hạng người này có phước rồi đây không phải là trí tuệ của họ mà là thiện căn phước đức nhiều đời nhiều kiếp của họ họ có phước họ có thể tiếp nhận họ có thể tin họ có thể phụng hành thì họ được phước kinh văn từ đoạn lớn dưới đây là nói về việc thực hiện thập thiện nghiệp vào trong hành môn của bồ tát từ chỗ này chúng ta có thể thể hội được thập thiện nghiệp là nền tảng của tu hành không có thập thiện thì làm gì có lục độ? Cho nên phía sau lục độ nói: Tứ vô lượng tâm, tứ nhiếp pháp 37 phẩm trợ đạo, các pháp môn đều lấy thập thiện làm nền tảng không có thập thiện thì không có phật pháp chúng ta phải biết đạo lý này phật ở đây nói rất rõ ràng nếu có bồ tát nào nương vào thiện nghiệp này mà tu đạo bạn phải biết thiện nghiệp này là thiện nghiệp của trời người người có đầy đủ thập thiện cho dù không học phật không tu hành không nương theo phật pháp đại tiểu thừa mà tu hành nhưng họ tuyệt đối không đọa ba đường ác vì sao vậy vì họ không tham không sân không si họ lìa tham sân si rồi Tham sân si là nghiệp nhân của ba đường ác. Tâm tham đọa ngạ quỷ. Sân giận đọa địa ngục. Ngu si đọa súc sanh. Họ có thể xa lìa ba đường ác. Xa lìa tham sân si nên chắc chắn không đọa ba đường ác đây là căn bản của hai cõi trời người trong lục đạo muốn đạt được điều kiện căn bản của hai cõi trời người mà chúng ta không nghiêm túc tu hành thì làm sao được phật yêu cầu chúng ta Phần kinh văn phía trước đã nói rất rõ ràng. Ngày đêm thường niệm thiện pháp. Thường niệm thiện pháp chính là chỉ cho thập thiện. Tư duy thiện pháp, quán sát thiện pháp. Thường niệm thì tâm thiện. Tư duy thì tư tưởng của bạn thiện. Quán sát thì kiến giải hành vi của bạn thiện như vậy mới khiến các thiện pháp niệm niệm tăng trưởng làm thế nào tăng trưởng tăng trưởng ở đây là học phật từ trên nền tảng này mà tu học các loại phật pháp trong cửa phật Nếu không có nền tảng của thập thiện thì hành môn gì cũng vô ích. Đều miễn bàn đến. Điều này chúng ta nhất định phải biết. Phật ở chỗ này rất từ bi, nói từng điều từng điều với chúng ta. Đoạn này đều là nói bố thí. Trước tiên Phật nói với bạn Lìa sát hại Chính là không sát sanh mà thường hành bố thí Thì bạn đạt được quả báo như thế nào? Thường được nhiều tiền của Người thế gian cầu phú quý Nhưng sát sanh mà được phú quý thì phú quý đó từ đâu mà có vậy? Tuyệt đối không phải do họ sát sanh mà có được, mà là do họ đời trước tu tích nhân thiện. Nên đời này được quả báo thiện. Phật nói rất hay. muốn biết nhân đời trước xem quả nhận đời này nếu ta muốn biết nghiệp trong đời quá khứ ta đã tạo nghiệp gì thì cứ xem những điều mà ta thọ nhận trong đời này đời trước gieo nhân đời này nhận quả báo muốn biết quả đời sau xem nhân tạo đời này đời sau ta có quả báo gì hãy xem xét hành vi việc làm đời này của ta thì sẽ biết quả báo ở đời sau đời này được phú quý là do trong đời quá khứ trồng nhân thiện nếu đời này được phú quý mà không biết tu thiện thậm chí còn dùng thủ đoạn phi pháp để giành lấy phú quý phật bồ tát hiểu rõ phú quý mà bạn có được không phải nhờ thủ đoạn này của bạn mà có mà do nhân thiện bạn đã tu trong đời quá khứ mà được ngày nay bạn dùng mọi thủ đoạn không chính đáng cho rằng bạn đạt được giàu sang rồi không phải vậy nghiệp mà bạn tạo đời này đời sau sẽ thọ báo thế gian có mấy người hiểu được đạo lý này có mấy người hiểu rõ chân tướng sự thật này dựa vào điều gì mà phật pháp được gọi là bảo là do hiểu rõ thấu triệt đối với chân tướng sự thật của nhân quả ba đời phật pháp nói với chúng ta chỉ dạy chúng ta Làm thế nào được giàu có? Trong đây mỗi điều đều là được giàu có. Bởi vì những gì bạn tu là tu bố thí, mà bố thí thì được giàu có. Lìa thập ác thì được giàu có. Đây là sự thật. Trong mỗi một câu đều có không ai có thể xâm đoạt. Sự giàu có của bạn tuyệt đối không ai có thể xâm phạm, tuyệt đối không ai có thể đoạt lấy. Ngày nay người được giàu có thì ngày đêm thường lo lắng, lo được lo mất, sợ của cải bị mất hết. Nếu thật sự dùng thập thiện để tu bố thí, thì sự giàu có của bạn sẽ mỗi ngày tăng thêm, tuyệt đối sẽ không tiêu tán. Không sát sanh. Tức là Bản thân đã có bố thí vô ý Quả báo của bố thí vô ý Là khỏe mạnh sống lâu Câu kế đó là Sống lâu không chết yếu Yếu là chết yếu Đoạn mạng Không bị tất cả oán tặc Làm tổn hại oán là oan gia tạch là trộm cướp bạn có oan gia oan gia có có rất nhiều vì sao có vậy vì quá khứ kết oán thù với họ quá khứ không phải là một đời một kiếp mà là quá khứ vô lượng kiếp đến nay Thử nghĩ xem bạn đã kết oán thù với bao nhiêu người Đã kết oán thù với bao nhiêu chúng sanh Hoàng hoàng tương báo không bao giờ dứt Sự việc này Phật nói rất rõ ràng Bạn kết oán thù với người ta Đây là nhân Nhân Muốn biến thành quả thì trong đó phải có duyên nếu không có duyên tuy có nhân ác nhưng quả ác sẽ không hiện tiền đời này gặp được phật pháp tính thọ phụng hành chuyển tâm hạnh của mình thành thuần thiện như vậy là đoạn mất duyên ác rồi cho dù có rất nhiều oan gia trái chủ nhưng hiện nay mình không có duyên nên dù gặp phải cũng không khởi hiện hành cho nên nhà phật nói điểm then chốt để chuyển biến quả báo là duyên chúng ta không có cách gì điều khiển được nhân nhưng duyên thì chúng ta có thể điều khiển chúng ta tu tất cả duyên thiện đoạn tất cả duyên ác thì sự tổn hại của oán tật sẽ xa lìa. Cho dù gặp phải một số tổn hại nhỏ cũng không đến nỗi trở ngại việc lớn. Cho nên các hung họa phước là chuyển ở trong tâm chúng ta. việc này quan trọng nhất định không được sát sanh không những không được sát sanh mà dứt khoát không được làm những việc tổn hại đến người khác nếu tất cả chúng sanh do ta mà khởi phiền não thì chúng ta sai rồi người tạo tác những nghiệp ác đều là ngu muội vô tri bạn hãy quan sát tỉ mỉ tư tưởng kiến giải hành vi của họ đều là tương ưng với thập ác không tương ưng với thập thiện Họ không tương ưng với thập thiện. Tu hành thập thiện đến một trình độ tương đối thì như phần trước Phật đã nói là chẳng để mãi may bất thiện sen tạp. Đó là trình độ cao. Ở trong trình độ này là trực tiếp tu Pháp Bồ Tát. Cho nên, ở đây Phật đem Pháp của Bồ Tát đặt ở đoạn kinh văn thứ nhất. Nếu còn có mảy may bất thiện sen tạp, thì thiện của chúng ta không thuần rồi. phật dạy người như vậy nhà nho cũng dạy người như vậy nhưng nhà nho nói không cạn kẽ như phật nói nhà nho nói minh đức thân dân đạt đến chí thiện biết mục tiêu thì sau đó có định Biết mục tiêu, biết được mục tiêu gì vậy? Là trí thiện. Mục tiêu ở trí thiện. Từ chỗ này, chúng ta có thể lĩnh hội được nhà nho là khuyên người lập chí phật pháp khuyên người phát tâm chúng ta phải phát tâm gì tâm chí thiện tâm chí thiện đối với chính mình là thâm tâm trong tâm Bồ Đề. Tâm trí thiện đối nhân xử thế tiếp vật là tâm đại bi trong tâm Bồ Đề. Từ trí thiện có thể kiến tánh, tánh là tâm chân thành. Trong quán kinh gọi là tâm trí thành. nhà nho khuyên người lập chí như vậy lập chí làm thánh nhân phật dạy chúng ta phát tâm chính là dạy chúng ta phát tâm phải làm phật vậy mới đích thực là đạt đến chí thiện cho nên dứt khoát không được có mãi may tâm tổn hại người khác Không được có ý niệm tổn hại tất cả chúng sanh Phật Bồ Tát độ chúng sanh Không nôn nóng nhất thời Vô lượng kiếp Rồi lại vô lượng kiếp Luôn trồng thiện căn Cho tất cả chúng sanh trong kinh nói rất hay danh hiệu của chư phật bồ tát một phen lọt vào tai vĩnh viễn thành hạt giống đạo tất cả chúng sanh trong một đời có cơ hội nhìn thấy tượng phật nghe đến danh hiệu phật thì đã trồng thiện căn rồi đời này không thể thành tựu thì đời sau hoặc đời sau nữa hoặc ở nhiều kiếp về sau khi gặp duyên chín mùi thì chắc chắn được độ cho nên chúng ta nhất định phải nhận thức rõ ràng biết được tầm quan trọng của thập thiện nghiệp đạo nghiêm túc nỗ lực tu học thành tựu bản thân và cũng thành tựu người khác ta và người cùng có lợi nguyện đem công đức này trang nghiêm phật tịnh độ trên đền bốn ân nặng dưới cứu khổ ba đường nếu có ai thấy nghe đều phát tâm bồ đề hết một báo thân này đồng sanh cõi cực lạc nam mô a di đà phật việc dịch ban biên dịch pháp âm tuyên lưu diễn đọc phật tử thiện nhân